chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn không khí xuân tràn rộn ràng trên khắp quê hương mọi người tất bật vui xuân đón tết bên gia đình và bạn bè trong những ngày Tết thì bao điều tốt đẹp mang bản sắc văn quá của người Việt càng được phát huy hơn nữa. Như câu ca dao mùng 1 là ngày Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đã lưu truyền từ ngàn xưa đến nay vẫn còn tồn tại là minh chứng cho sự nối tiếp cái đẹp tinh thần đáng trân quý này. Câu chuyện truyền thanh, lời dạy đầu xuân của tác giả Khương Duy sẽ khắc họa rõ nét về lễ nghĩa của chúng ta qua cách tôn sư trọng đạo trong những ngày Tết đến. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trãi trong vai Thầy Lâm, Kim Cương trong vai Hồng, Tường Duy trong vai Tuấn, Phạm Phong trong vai Sang, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tòa nhà của Hồng, lớp trưởng, Sang chạy ô tô mới mua đến thăm chúc Tết. Hai lớp trưởng, khỏe không bạn? Ủa, ông Sang đó hả? Ừ. Ghê nha. Dạo này làm ăn khá dữ ta Chạy xe hơi luôn á Thường thôi Con này là mới đổi để ăn Tết Nói chung là làm ăn cũng được Nên hơi dư giả ăn tí đó mà Dạo này khỏe không bà Khỏe Rảnh không Ông vô nhà ngồi chơi À, à thôi Hẹn bà dịp khác nha Tụi đang đi chúc Tết bà con dòng họ đây nè Sẵn gặp bà ở đây tôi gửi phần quà Tết Nhận cho tôi vui nha Không có được từ chối đó Không vô nhà ngồi chơi Mà còn quà cáp nữa Che nhà tôi nghèo không có chỗ đậu xe chứ gì Vậy nè tôi bận thiệt đây, chúc bà và gia đình năm mới dạng à, sự như ý, làm ăn phát tài. Trời đất, cái gì mà dữ vậy nè? Thôi 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 thôi, thôi, mấy cái này á đắt tiền lắm, tôi không có nhận được đâu. Tôi tưởng bánh mứt gì thì được, còn vỏ quà này á lớn quá à. Có cái gì đâu, lớn đối với bà thôi. Đừng chứ với tôi thì có lạ gì đâu. Nè, nhận đi, chuyện nhỏ mà. Thiệt tình á, ông làm tôi ngại quá à. Bữa nào rảnh á, cho tôi mời lại cà phê nghe. Ok luôn. À mà nè, năm nay có tổ chức mọi người họp lớp mình không? Lâu quá không gặp lại bạn bè. Năm nay tổ chức đi. Cũng được á. Năm nay á mình đi thăm thầy Lâm chủ nhiệm lớp 12 đi sang. Được đó, ý kiến hay. Thầy khổ với lớp mình dữ lắm. Không nhờ thầy kèm cặp chắc tôi hồi đó không có tốt nghiệp được luôn quá. Vậy tôi rủ thêm những bạn khác nữa. Có gì á tôi gọi trong hay. Ok, cỡ nào tôi cũng đi hết. Có tính tiệc tùng gì thì cho tôi hay luôn nha. Tiền nông mọi người cứ yên tâm. Lâu lâu vui với thầy, tôi lo hết. Thôi thôi, ai mà làm vậy? Mọi người đến thăm thầy á, chủ yếu là vì tình cảm mà. Sao cũng được, bà cứ quyết định đi, rồi à, cho tôi hay. Thôi trễ rồi, tôi đi công chuyện đây. Hẹn gặp lại bà sau nghe. Ừ. Tại nhà của thầy Lâm, Hồng lớp trưởng đến thăm thầy và để xin thầy một buổi họp lớp nhân ngày mùng ba Tết. Dạ, em chào thầy. Thầy ơi, Thầy nhận ra em không thầy? Không, lớp trưởng 12A3. Hồi xưa hét ra lửa đây mà. Vậy thầy á còn nhận ra em hả thầy? Sao lại không? Chỉ có người đi đò, quên người lái đò thôi. Thầy ơi, tụi em chỉ sợ thầy nhiều học trò quá nên không có nhớ hết chứ bộ. Ai thì không nhớ chứ cô lớp trưởng 12A3 năm nào hát cũng hay mà hát cũng hay thì thầy phải nhớ chứ. Thầy nói cứ như em hung dữ lắm vậy mà hồi đó Em giữ thiệt Giờ dịu dàng lại rồi nè thầy Ừ Giờ lớn hết rồi thì phải khác chứ Thầy ơi Tết này á em rủ mấy bạn nữa đến nhà thăm thầy Được không thầy Được chứ em Mấy đứa tới lúc nào cũng được Thầy rất là vui Lâu rồi không gặp lại mấy đứa nhỏ 12A3 ngày xưa À mà em nhớ Tuấn Cận không Năm nào cũng đến thăm thầy hết đó Đâu em hẹn Tuấn rồi cùng đi chung luôn Em nhớ chứ cái ông Tuấn Bách Khoa toàn thư phải không thầy? Ta nói, ổng ăn cái gì á, mà học giỏi kinh khủng, lúc nào cũng học, 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 không thèm chơi với ai hết trơn á. Trừ nó ra thì đứa nào cũng lý lát hết, chưa có cái lớp nào thầy chủ nhiệm như cái lớp này. Học thì cũng giỏi, phong trào cũng hay, mà quậy thì không ai bằng. Dạ, kiểu này mà gặp nhau, rồi nói chuyện ngày xưa, chắc cả ngày không hết chuyện luôn hả thầy? Ừ, <laughs> chứ còn gì nữa. Có biết bao kỷ niệm tuổi học trò mà các em cần phải nhớ đó. À, dạo này em làm gì rồi? Có gia đình chưa? Em còn trẻ mà gia đình gì thầy? Em đang lo cho sự nghiệp trước thầy ơi. Vậy sự nghiệp của em tới đâu rồi? Nói thầy mừng chút coi. Dạ, em đang làm bác sĩ cho một bệnh viện tư nhân ở trên Sài Gòn đó thầy. <laughs> Giỏi quá. Các bạn lớp mình chắc ai cũng có sự nghiệp ổn định hết rồi hả em? Đa số là vậy đó thầy. Còn một số bạn thì chưa ổn lắm. Vậy cũng tốt rồi. Còn những bạn chưa ổn thì sau này cũng sẽ ổn Nếu có gặp mấy bạn ấy thì nhắn lại nhà thầy chơi cho vui nha Dạ Hôm nào tới nhớ gọi trước cho thầy biết Dạ em chào thầy em về Hẹn gặp lại thầy Ừ thầy chào em Tại nhà của thầy Lâm Tuấn cậu học trò nghèo Là người tới sớm nhất thăm thầy Thưa thầy em mới tới Tuấn đó hả tới sớm vậy Vô nhà đi em Dạ em tranh thủ qua sớm để chúc Tết thầy. Nhân dịp năm mới, em chúc thầy và cô nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Ờ, thầy cảm ơn. Thấy mấy đứa lớn khôn á, trưởng thành như vậy á, là thầy thấy đã thành công rồi. Em có hộp bánh mứt biếu thầy cô ăn lấy thảo. Thầy nhận cho em vui nha thầy. Đến chơi với thầy là vui rồi. Bài vẽ quà cáp làm gì? Tấm lòng của học trò gửi đến thầy nhân dịp năm mới mà thầy. Ừ, thầy nhận. Cảm ơn em nhiều sao em không hẹn với mấy bạn đi chung cho vui mà đến sớm vậy? em lại thăm thầy một chút rồi chắc em về trước. em bận công chuyện hay sao? lâu lâu á bạn bè gặp gỡ thì ở lại chơi cho vui. Dạ em cũng biết vậy nhưng mà thôi thầy hiểu rồi em không nên có suy nghĩ như vậy. bạn bè đến vui với nhau á đâu phải vì hoàn cảnh này nọ. với lại em đến đây vì thầy mà. thưa thầy em mới tới năm mới chúc thầy nhiều sức khỏe. Thầy còn nhớ em không thầy? Em là Sang nè Nhớ chứ sao không Sang giờ nhìn thành đạt quá chừng Vô nhà đi các em Còn những em khác trong lớp đâu Ông Sang chạy tới nhà em Trước em đi sớm Đi xe hơi có may lạnh Khói lo khói bụi Với lại đi sớm nặng mua quà tặng thầy nữa chứ Đây em có chút quà gửi thầy ăn tết nha thầy Cái gì mà nhiều dữ vậy nè Thầy ơi So với công lao của thầy dạy dỗ tụi em thì Bao nhiêu đó đâu có đáng Đây nữa nè thầy đây là sắp giải mai áo dài em gửi tặng cô còn thầy là một cái áo sơ mi nhập khẩu thầy không thể nhận những món quà này nó đắt tiền quá điều thầy muốn á là các em đến thăm thầy kể cho thầy nghe về cuộc sống về công việc của mấy đứa rồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa chứ không phải là quà cáp em à nhưng đến nhà thầy thì cũng phải cầm chút gì đó chứ đi tay không coi kỳ lắm thầy ơi thôi không bàn chuyện này nữa nghe thầy ờ à, Ông cũng đến thăm thầy nữa hả? Ờ, à, tôi cũng mới vừa tới thôi Tôi nghe thầy nói Ông năm nào cũng tới chúc Tết thầy hả? Đúng là học trò cưng của thầy có khác nghe Vậy mà đi không rủ tôi gì hết trơn Phải rồi Hồi xưa ông cũng là thuộc dạng học giỏi nhất lớp à, Mà bây giờ công việc ra sao rồi? À, công việc cũng tạm <laughs> Nhìn là biết tạm rồi Thời buổi này mà còn chạy chiếc xe số Sang, ông nói chuyện gì kỳ vậy? bạn bè mỗi người mỗi cảnh ông nói vậy ông tuấn buồn sao không sao đâu hồng tôi biết hoàn cảnh của tôi mà thôi sang em đừng nói chuyện kiểu đó em có thể khá giả hơn bạn nhưng thái độ của em như vậy với bạn là không hay đâu thầy ơi hồi xưa cũng có người nói với em rằng với năng lực giỏi thì thế nào cũng sẽ giàu còn cái loại mà học dở như em thì biết chừng nào mới khá nổi <laughs> đúng là em không khá nổi luôn đó thầy giờ em đang làm giám đốc của một công ty riêng có xe hơi riêng rồi Còn bán tứng thì sao nè Ờ tôi xin lỗi ông Vì những lời nói tôi nói ngày xưa Làm cho ông tự ái Và ghi trong lòng cho tới bây giờ Lúc đó tôi trẻ người non dạ Nên ăn nói không suy nghĩ trước sau Lỗi phải gì Cũng nhờ cái câu nói của ông mà tôi có được ngày hôm nay đó chứ Sang Chuyện hồi xưa thời con nít Mà ông để bụng dữ vậy Không để bụng thì tôi đâu có được như ngày hôm nay Sao bây giờ không lấy năng lực học giỏi của mình hồi xưa đó để ra mà kiếm tiền đi, để tặng thầy những món quà đắt tiền như tôi vậy nè. Sang, em cầm hết quà của em về đi và cả ba đứa về luôn đi. Hôm nay á, thầy không muốn tiếp chuyện ba đứa. Các em làm thầy hết vui ngày Tết rồi. Thầy, cho em xin lỗi, tại em á mà khiến cho ngày thăm thầy trở nên như vậy. Thầy, thầy đừng có giận. Sang, ông bớt cái miệng lại đi. Xin lỗi thầy đi. Ờ, em xin lỗi thầy. Xin thầy bất giận Đúng là ai rồi cũng khác Thời gian, công việc, môi trường sống Làm cho con người ta thay đổi Như Hồng nè Từ một cô gái cá tính, anh đá Cô lớp trưởng hét ra lửa Giờ thì hiền diệu, thùy mỹ của một cô bác sĩ Nhưng sự thay đổi của Sang và Tuấn Làm thầy quá thất vọng Ủa, sự thay đổi của em là tốt mà thầy Từ một đứa học trò kém trong lớp Em trở nên thành công giàu có Sao lại không tốt hả thầy Thầy không nói chuyện đó thầy nói nhân cách em dần thay đổi theo chiều hướng xấu em khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt bạn bè và em xem ngày hợp lớp thăm thầy như thế này á để thể hiện sự thành công giàu có của mình ạ thưa thầy em đâu có nghĩ như vậy tôi thấy ông hào hứng thăm thầy rồi mua những phần quà đắt tiền này á chỉ là cái cớ để đánh bóng tên tuổi của mình thôi tôi rất mừng cho sự thành công của ông nhưng mà tôi cũng buồn vì ông đã khác xưa nhiều quá Ông không còn là Sang chất phát ngày xưa nữa rồi. Thầy thấy lời của Hồng nói đúng đó. Thầy đâu có dạy học trò của mình như vậy. Sang nè, thầy biết ngày xưa em học không giỏi bằng các bạn, nên nảy sinh tâm lý tự ti. Đôi khi bị bạn bè xem thường, thầy phải kèm cặp em rất nhiều. Nhưng khi em có cơ hội thành công, thì em đã biến mình thành con người khác. Sang à, ông đừng nghĩ tiền nhiều thì mọi người sẽ quý trọng mình đâu. Cái mọi người quý trọng em ngày xưa á, là sự chất phát hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, chứ không phải sự thành công giàu có của em. Thầy rất thất vọng về cách cư xử của em. Giờ em có thể cầm những phần quà này về được rồi đó. Em xin lỗi thầy, thầy nói đúng. Em chỉ muốn lấy sự thành công của hiện tại để che lấp đi kết quả không tốt trong quá khứ của mình. Vì vậy em muốn thể hiện để cho mọi người phải nể em. Tuấn nè, tôi xin lỗi ông. Nãy giờ tôi nói những lời không phải. Mong ông bỏ qua cho tôi nha. Ông đừng có nói vậy, tu ngày xưa cũng có thái độ coi thường ông rồi nói những lời làm ông buồn tôi mới là người phải xin lỗi ông thầy em em xin lỗi thầy vì em không được thành công như các bạn nên làm thầy mất mặt tuấn ông của ngày xưa đâu phải như vậy đâu ông đâu có tự ti thiếu tự tin tới mức này dù công việc có phần trắc trở không ổn định nhưng cũng không nên như vậy thật ra tuấn trước kia cũng có mở một công ty riêng làm ăn rất khá giả. Tuấn cũng là mạnh thường quân của trường trong việc chăm lo cho học sinh nghèo. Lúc cô bệnh nhập viện, Tuấn cũng giúp đỡ gia đình thầy. Nhưng do có nhiều biến cố trong cuộc sống và làm ăn, nên kinh tế suy sụp. Từ đó mà Tuấn như vậy. Thì ra là vậy. Ông phải mạnh mẽ lên Tuấn. Ông sẽ gây dựng lại được mà. Tôi tin ông làm được và sẽ làm rất tốt. Tuấn nè, cái này là những lời tôi nói thật lòng không phải khoe khoang hay lên mặt nếu mà ông đang khó khăn cần tôi giúp tôi sẽ giúp để ông làm lại từ đầu thôi tôi sẽ lo được ông đừng có như vậy bạn bè giúp đỡ nhau mà tôi tin những lời ông sang vừa nói là thiệt lòng đó tuấn tôi cảm ơn ông nhưng mà không có nhân nhị gì nữa tôi coi như là ông đã đồng ý nhận lời giúp đỡ của tôi thầy em xin lỗi thầy vì đã làm cho buổi thăm thầy ngày tết mất vui không có mất vui mà trái lại thầy đang rất là vui đây nè khi nhìn những học trò của mình trưởng thành thành công và đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống cuộc đời làm nhà giáo của thầy như vậy á là mãn nguyện rồi các em à vậy là ngày mừng tết thầy hôm nay vẫn trọn vẹn phải không thầy đúng vậy hôm nay là một ngày tết rất ý nghĩa với thầy thầy á giờ không thể dạy chữ cho các em được nữa nhưng thầy muốn nói rằng các em phải gìn giữ những gì quý giá vốn có nhất của mình và trao yêu thương cho mọi người được không Dạ, lời thầy dạy tụi em xin nghe và làm theo Đúng vậy, nhờ những lời thầy dạy á mà chúng em mới có ngày hôm nay á Và dạ, cũng nhờ thầy mà tôi với ông á, mới hiểu nhau hơn, phải không Sang? Còn gì phải nói nữa Thầy ơi, mấy bạn khác cũng tới rồi kìa thầy Tới rồi đó hả? Vô nhà đi, vô nhà, vô nhà đi các em Tết này, vui quá các em ơi Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Lời dạy đầu xuân của tác giả Khương Duy đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện xin chúc quý vị và các bạn hưởng trọn vẹn mùa xuân yên lành hạnh phúc và thành công hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân mến chào tạm biệt